Xin chào cả nhà, chào mừng toàn thể quý vị lại quay trở lại với video của Trung tâm Nhạc Quỳnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi trưa ngày 30 tháng 11 năm 2020. Thì buổi trưa ngày hôm nay Trung tâm Nhạc Quỳnh Phúc tiến hành vệ sinh lau chùi và lắp ráp ổ đĩa một cây đàn piano từ ổ đĩa sang ổ USB để mà chạy được những cái dữ liệu đời mới bây giờ, được lắp cho chú Chiên ở Bắc Ninh. Thì hôm nay trung tâm sẽ tiến hành là hướng dẫn cho chú cách tháo và về để lắp ráp cái cây đàn này, làm sao mà cho chú vận chuyển về tới nhà. Thì chú đi xe ô tô, xe con nên là sẽ trung tâm sẽ quay kỹ cái video để mà chú về chú lắp. Ở đây là sẽ có hai ốc lắp vào mặt trước này. Đưa cho anh ốc này xem nào. Đây, hai ốc còn lắp vào mặt trước, nó sẽ là ốc có mũ như này quý vị nhé, nó dài khoảng 2 cm này. Hai con ốc ở đó, và ở xung quanh chân này nó cũng có 4 ốc ở xung quanh chân này, sẽ bắt trực tiếp lên bên trên thân cây đàn. Thì để mà về để mà đạt được yêu cầu là chúng ta lắp dựng được cây đàn này lên thì phải có ít nhất là khoảng 3 đến 4 người. Sẽ có 2 người giữ hai cái chân này, khi chúng hai người khênh và 2 người giữ hai cái chân này đưa vào và đặt gá lên như thế này thì chúng ta gá tay vào ốc và sau đó chúng ta sẽ vít. Đấy, còn hai cái chân sau chúng ta có thể lắp trước. Đó. Đây là vị trí điều chỉnh phone này, lúm to nhỏ của mic, chúng ta cắm tai phone và cắm mic. Đây là lúm này là điều chỉnh mic này, và lỗ nó gần ngay lúm này, chúng ta cắm mic có thể hát được ở trên cái đàn này. Con đàn đã được chuyển đổi từ ổ đĩa sang ổ USB quý vị nhá. Tức là chúng ta sẽ có thể kết nối được những cái sờ tai và song MIDI để chạy được qua cây đàn này. Và đằng sau này nó sẽ có một dãy ốc ở đằng sau này đó. Chân thì mỗi một chân này có 4 ốc. Bắt lên bên trên. Đấy, ốc của nó đều là ốc có mũ như này nhé. Khi mà bắt ốc lên trên thì nó sẽ có tiếp theo là mỗi một chân này sẽ có 2 cái con ốc bắt vào cái thành loa này. Cái loa này nó bám vào đấy. Cây đàn này được trung tâm Nhạc Cụ Vĩnh Phúc lắp trực tiếp cục đổi nguồn 220 vào trong đàn rồi. Nên là quý vị về quý vị dùng không lo cắm nhầm điện 220. Đấy. Đây là một rác này. Mà tiếp một cái ống rác này. Mỗi một chân này là 4 ốc đúng không? Có chân 3. Chân. Rồi. Ngửa lên nắp chân cũng được, nhưng mà chú phải lót được cái phần mặt này. Đấy, thì khi mà mình bật ngửa nó lên thì mình phải hết sức nhẹ nhàng, là cái phím này nó sẽ bị xô, là nó sẽ lại ảnh hưởng đến phím. Đấy, nên là mình sẽ phải nhấc, hoặc là mình lấy cái gì mình kê, ví dụ lấy cái ghế cao mình kê nó lên trước, sau đó mình đưa vào mình thò dưới mình vít. Đấy, thì nó sẽ ổn hơn. Đó rồi, Hoàng đúng rồi. Anh sang bên này anh nhấc hộ em. Đây, bác giữ ở trong cái chân bên này. Từ từ. Đấy, rồi cứ từ thôi, đấy nhấc tầm đấy thôi. Đấy, bác nhấc cái chân đấy ra. Đấy, sau đó là sẽ phải rút cái cáp ở đằng sau này này. À, đằng sau nó có một cái cáp lên cái lỗ này, thì khi mình lắp vào mình cũng mình rút ra, nó có cái lẫy ở đây, mình bóp cái này nó sẽ mở ra, mình cắm đúng chiều nó sẽ vào mà. Nó có một cái cáp ở đấy thôi. Một cáp xuống pedal, còn cái này là cáp xuống loa. Cáp xuống loa thì tí nữa là sẽ tháo xong. Thì cái này cứ để cụm như này về chúng lắp vào. Đấy, mình nhấc lên vừa nãy này, mình bóp cái tay vào đây thì cái cáp này nó sẽ mở ra. Đó. Cái lẫy khóa này nó mở ra. Xong mình đóng vào. Cái loa này nó không cứ để như thế này được không? Để này không vào được.
Không, rút ở cốp sau lên. Xe anh gập được... Gập ghế sau đúng không? Ờ, thế thì được. Ok, ok. Cái đầu này là cái đầu... Anh mang chân cái thứ ra nốt đi. Thoải mái. Vẫn còn người ông ngồi được một chỗ vàng nữa. Đất hàng rất là nhỏ. Vâng, cũng túc tắc rồi. Có hôm thấy nó ra nó gửi ở ngoài ship hàng gửi ngoài bưu điện bao nhiêu. Thanh niên này cái vớ rồi thanh niên này ngang một cục vàng. Xem còn gì không chả quên nhá. Đây cái hộp ốc đây phục vụ đám cưới vẫn phải có dàn loa chứ đúng không? Nó là loa nó khuếch đại lên nó sướng đúng không? Không cần để cho chỗ cho ông đấy. Nó phải cần cắm ra loa hay là âm ly nữa. Không, cái này nó có loa sẵn rồi. Hai chân con. Hai chân con á. Ở dưới này. Hai chân con sách ở kia rồi, hai chân dưới rồi. Như vậy là đủ rồi đúng không? Đàn này biết thế là xong rồi. Con này. Dây nguồn, dây nguồn. Em bảo cái ghế này là nó là ghế xoãn ra là nó sẽ hai cái tay này sẽ sập vào đây anh nhé. Đấy. Cái cần thiết em cởi ra. Đây vào hai tay đây. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ phải xoãn lên như này. Đấy, xong đưa cái này xuống dưới. Thì anh phải đặt nó xuống nền đất nó bằng thẳng như này này. Xong anh đặt ra như này, không anh sập một phát nó vào, nhưng lúc nào tháo ra thì anh cứ nắc đây, nó tháo ra thì anh dẫm một chân ở đây đó, nó ra xong rồi mình xoắn ra đó. Đây là cái chân gấp, cái ghế gấp. Đây vừa xinh. Ok. Con Morning đầy mới đúng không anh? Nhìn nó sao nó dài ấy nhỉ? Vâng, con này 28. Nhìn nó dài hơn cả con Y10.